chấp ngân thù. Ta cứ nói chuyện tiếp. Cháu mình đang dở câu chuyện nhỉ. Chú đang nói chú cháu mình đang nói chuyện về Quốc hội đúng không? Tức là Quốc hội khóa 14 vừa rồi là họp phiên đầu tiên đấy. Thì chú thấy lần này ấy, là cái không khí ở đại hội ở diễn đàn Quốc hội ấy, nó cũng có những cái nó tiến bộ hơn các cái lần họp Quốc hội trước đây. Tất nhiên nó vẫn là nối tiếp cái không khí ấy, cái tinh thần ấy của Quốc hội ta nhiều năm nay. Nhưng mà năm nay ấy, chú thấy nó có cái gọi là cái sắc thái, cái cường độ nó có mạnh mẽ hơn những cái lần trước. Đấy, đấy là cái tinh thần các đại biểu Quốc hội đem đến diễn đàn Quốc hội. Cái ý kiến, cái nguyện vọng của cử tri. Bởi vì là Quốc hội ta nhiều năm nay là cứ tăng cường là tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến cử tri, xong rồi đem những cái ý kiến, những cái nguyện vọng của cử tri ấy đến diễn đàn Quốc hội. Thì chú thấy cái tinh thần ấy là rất tốt. Tuy nhiên, cái gì nó cũng có những cái gọi là hòn sạn, cháu ạ. Đấy. Đại đa số đại biểu Quốc hội là rất tốt. Họ phải là những cái người mà có đức, có tài, có thành tích, cống hiến thì họ mới được giới thiệu cho nhân dân bầu. Và những cái người mà có đức, có tài và có nhiều cái thành tích cống hiến ấy, hơn cả thì sẽ được nhân dân lựa chọn bầu hơn những cái đại biểu khác, những cái ứng cử viên khác. Đấy. Thế cho nên là chú rất là tôn trọng, rất là kính trọng các đại biểu Quốc hội đã được bầu, vì họ là được nhân dân bầu lên. Đấy. Họ rất là xứng đáng. Đấy. Tuy nhiên cũng có những cái đại biểu ấy mà khi họ phát biểu ấy thì chú thấy nó có vấn đề, nó như là có những cái hòn sạn ấy. Ở đây chú muốn nêu ra cái thí dụ về cái ông đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh là ông Trương Trọng Nghĩa. Đấy, ông này có vấn đề thật cháu ạ. Đấy. Ở kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 ấy, ông ấy phát biểu ở diễn đàn Quốc hội ấy, ông ấy phát biểu rất nhiều vấn đề. Đấy. Với một cái thái độ rất là quá khích, chú phải gọi là quá khích ấy. Cháu ạ. Đấy. Có tinh thần là tốt, nhưng mà quá khích ấy, thì lại trở thành không tốt, cháu ạ. Ở đây chú muốn nói rằng ấy là với cái vẻ mặt nghiêm trọng ấy, ông ấy có nói rằng ấy là nếu ấy Quốc hội 14 ấy lần này ấy, mà không đưa cái luật biểu tình vào chương trình nghị sự thì ông ấy nói rằng ấy đó là nhà nước nợ nhân dân, cháu ạ. Từ mà ông ấy nói là nhà nước nợ nhân dân ấy, làm cho chú ấy là chú thấy gai hết cả người. Đấy. Bây giờ chú nói như thế này nhá. Này hỡi ông Trương Trọng Nghĩa, ông hãy thử ấy, cầm một bông hoa, ông đi khắp nước, ông gặp cử tri, ông gặp người dân, ông hãy hỏi rằng ấy, ông hay bà chọn bông hoa hay chọn luật biểu tình, thì chú đảm bảo rằng ấy, ông ấy sẽ giống như là ông nhận được cái tát vào mặt đấy cháu. Bởi vì ông ấy sẽ nhận thấy là thế này, 99,99% nhân dân ta sẽ chọn hoa, không ai quan tâm đến cái
biểu tình. Cháu ạ. Đấy, đấy là một cái sự thật. Đấy, một cái sự thật là nhân dân ta 99% là không quan tâm đến luật biểu tình. Cháu ạ, bởi vì thế này. Bởi vì là thôi cứ tính từ khi đất nước hòa bình thống nhất năm 75 đến nay là 41 năm rồi. Nhân dân ta mặc dù là đất nước còn nhiều khó khăn nhưng mà nhân dân ta không có những cái bức xúc đến cái độ mà phải tức nước vỡ bờ đi biểu tình. Cháu ạ. Đấy. Và nhân dân ta ấy là có cái rất tốt. Đấy là nhân dân ta là rất tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Cho nên là nhân dân ta thường cứ hay nói là ôi, đã có Đảng và Nhà nước lo. Cháu ạ. Bọn phản động ấy, nó cứ lấy cái câu ấy để nó chế giễu. Nó chế giễu ý của nó rằng ấy là dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Đảng ta thì nhân dân ta chán, không quan tâm đến chính trị nữa, cho nên là cái gì cũng mà thôi đã có Đảng Nhà nước lo. Đấy là nó xuyên tạc đó. Nhưng mà thực sự là Trung Quốc nó gây hấn ở Biển Đông hay là có những cái vấn đề gì đó ở trong nước ấy thì nhân dân ta rất bình tĩnh đấy, và rất sáng suốt và rất tin tưởng vào Đảng Nhà nước. Nhân dân thường nói là ô, cứ bình tĩnh, đã có Đảng Nhà nước lo và Nhà nước lo. Nếu Nhà nước mà kêu gọi thì nhân dân sẽ đoàn kết xung quanh Đảng và chính quyền. Đấy. Còn nếu như Đảng Nhà nước chưa kêu gọi thì thôi cứ bình tĩnh, cứ yên tâm mà học tập làm ăn. Cháu ạ. Đấy. Thế vì vậy cho nên ấy là nhân dân ta, cái thứ nhất ấy là nhân dân ta hầu như không có những cái bức xúc đến cái độ tức nước vỡ bờ phải đi biểu tình, cháu ạ. Đấy. Chính vì vậy cho nên là nhiều thập kỷ qua ấy, nhân dân ta không có thói quen biểu tình. Chỉ có những cái kẻ nào nó đi biểu tình, đấy là bọn phản động chống Đảng Nhà nước. Cái thứ hai nữa là một cái bộ phận rất nhỏ những người công giáo. Chú nói là công giáo nhá, chứ không phải là tôn giáo nói chung. Đấy. Đặc biệt ấy là cái đạo công giáo ấy là trong đạo rộng lớn như thế này, cả nước như này thì lại có những cái giáo phận, những cái giáo xứ ấy, mà cái thằng cha cố đấy là nó hận thù Đảng Cộng sản. Đấy. Nó xúi giục bà con công giáo đi biểu tình gây rối. Đấy. Chứ không phải tất cả đạo công giáo họ đều như vậy. Thế cho nên chúng mới nói là có ba cái thành phần mà nó hay đi biểu tình. Đấy là bọn phản động chống Đảng Nhà nước. Cái thứ hai là cái bọn dân tham nhá. Cái bọn dân tham là nó tham lam cái tiền đền bù đất đai, nó ngoan cố, nó không giống như đại đa số nông dân ở địa phương ấy. Đấy. Nó cứ ngoan cố, nó không chịu nhận tiền đền bù và giao đất như đại đa số nông dân ở địa phương mình. Đấy. Thì cái bọn ấy là cái bọn dân tham, nó gàn dở, nó ngoan cố và nó láo xược chống người thi hành công vụ. Đấy là cái thành phần thứ hai. Và cái thành phần thứ ba là một cái bộ phận giáo dân công giáo bị những cái thằng cha cố ở một cái giáo xứ, giáo phận nào đấy nó hận thù cộng sản, rồi nó xúi giục, thế là bà con công giáo mình cũng thế là đi biểu tình. Đấy, chú nói nhá, chỉ có ba cái thành phần ấy là nó biểu tình thôi, chứ còn ấy đại đa số nhân dân ta là không có thói quen biểu tình, không có nhu cầu biểu tình, cháu ạ. Chính vì vậy một cái sự thật là gì, đại đa số nhân dân ta không quan tâm có hay không có luật biểu tình, cháu ạ. Vậy mà Trương Trọng Nghĩa, ông là luật sư, ông là đại biểu quốc hội, mà ông đã xuyên tạc sự thật. Ông xuyên tạc một cái sự thật là nhân dân ta không quan tâm đến có hay không có luật biểu tình. Đấy là đại đa số nhân dân ta nhé.
Đấy, chỉ có một cái bọn ba cái đối tượng như tôi vừa nói là chúng nó mới quan tâm có hay không có luật biểu tình mà thôi. Đấy, thì tôi vừa đưa ra một cái hình ảnh là ông cầm bông hoa, ông đi hỏi khắp nước xem ấy, nhân dân chọn bông hoa hay là chọn luật biểu tình. Đấy, tôi nói với ông Trần Trọng Nghĩa nhá, à Trương Trọng Nghĩa nhá. Đấy, ông ấy là một kẻ xuyên tạc sự thật. Đấy, hơn nữa ông lại là bên cạnh đó ông lại còn là luật sư. Đấy, mà luật sư ấy là cái nghề nghiệp mà đem lại công bằng, mà muốn đem lại công bằng ấy thì phải dựa vào sự thật. Đấy, nhưng ông lại là kẻ xuyên tạc sự thật. Đấy, thì không những ông không xứng đáng là luật sư mà ông còn không xứng đáng là đại biểu quốc hội nữa. Tôi không hiểu sao một cái kẻ mà có cái ý thức xuyên tạc sự thật như ông mà lại được nhân dân bầu vào quốc hội. Đấy, điều đó chứng tỏ là ông đã lừa dối cử tri. Đấy, cử tri đã bị ông lừa dối. Đấy, và tôi nghĩ rằng một cái kẻ xuyên tạc sự thật như ông ấy, đấy, ông còn có thể là một cái thành phần là những cái tên góp ba chốt của Việt Nam. Đấy, những cái tên thực hiện những cái mưu đồ diễn biến hòa bình. Đấy, chui vào quốc hội. Đấy, cho nên ấy, ông Trương Trọng Nghĩa, nhân dân ta ấy, ngày nay ấy, là cái trình độ dân trí rất cao. Đấy, con ruồi bay qua cũng biết được con đực hay con gà hay con cái. Đấy, có thể nhiều người dân họ không quan tâm, nhưng những người dân họ quan tâm ấy thì nghe ông nói là người ta biết ngay đây có thể là một tên góc ba chốt mới, một tên diễn biến hòa bình. Đấy, bởi vì ông là một kẻ xuyên tạc sự thật. Đấy, như tôi vừa nói. Đấy, cho nên ý, cháu ạ, chú muốn nói đến các đại biểu quốc hội cũng như ý, là lãnh đạo các ngành các cấp của đảng và nhà nước. Đấy, hãy cảnh giác với những kẻ xuyên tạc sự thật. Đấy, với những tên góc ba chốt kiểu mới, với những kẻ âm mưu diễn biến hòa bình. Cháu ạ. Đấy. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người rất động, trong lòng người